Số tử vong hàng ngày vì virus corona tại Tây Ban Nha tăng cao kỷ lục hôm 1 tháng 4, với 864 người chết trong một ngày, trong khi số bị nhiễm vượt mức 100.000 người, khiến nước này vượt qua cột mốc 100.000 ca, chỉ sau Mỹ và Ý. Giới hữu trách y tế Tây Ban Nha cho hay, tổng số người chết kể từ khi dịch corona bắt đầu là 9.053. Bác sĩ Fernando Simon, người đứng đầu y tế khẩn cấp, cũng đã bị nhiễm COVID-19. Phát biểu trong lúc đang tự cách ly ở nhà, bác sĩ Simon cho biết cuộc chiến hiện nay là làm sao để đảm bảo hệ thống y tế quốc gia có thể đối phó được với virus corona. Ông nói thêm, cần phải có biện pháp giúp giảm mạnh số ca nguy kịch. Tây Ban Nha đã gia tăng 20% số giường bệnh. Tổng số ca nhiễm virus corona tại Tây Ban Nha là 102.136. Trong 24 giờ qua, có thêm 7.719 ca nhiễm mới, ít hơn hôm trước là 1.500 ca, khiến người ta hy vọng là tỷ lệ lây nhiễm đang ổn định. Hơn 2 tuần nay, Tây Ban Nha đóng cửa trên toàn quốc, yêu cầu mọi người tự cách ly ở nhà, không ra đường, ngoại trừ các nhân viên y tế, sản xuất, phân phối thực phẩm và những ngành nghề thiết yếu khác.